đồng đội là bạn thân. Thì các bạn để ý này, để hiểu được đồng đội ấy, thì các bạn làm một nguyên tắc rất đơn giản, đó là nguyên tắc quan sát và suy ngẫm nhiều lên. Không có trong tài liệu đâu, vì cái này tôi bổ sung sau, các anh chị cứ ghi vô thôi. Tức là các bạn muốn để đồng đội là bạn thân thì hãy quan sát và suy ngẫm nhiều lên. Các bạn biết tuyệt chiêu của bà Maria Montessori khi dạy trẻ là gì không? Phương pháp giáo dục đang là rất là hot ở Việt Nam đấy. Là hãy quan sát nhiều lên và dạy ít đi. Vậy các bạn để ý trong mối quan hệ vợ chồng, hãy quan sát nhiều lên và nói ít đi. Thì lập tức mối quan hệ vợ chồng nó cũng êm. Các bạn thấy không? Giữa vợ và chồng xung đột là thường một người nói rất nhiều và một người nói rất ít. Thế là nó cũng xung đột. Hoặc hai người nói rất nhiều thì có chừng là lát nữa là ăn bát. Đấy. Nên quan sát nhiều lên và dạy ít đi là câu của bà Maria Montessori. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì nó có một cái triết lý đó là gì? Văn, tư và tu. Văn là quan sát, tư là suy ngẫm, tu là thực hành. Vậy hãy quan sát và suy ngẫm nhiều lên, tức là tiến trình văn tư tu. Vậy một người nào họ đến, họ làm trong doanh nghiệp của mình, họ ngồi trong phòng ban của mình có quan sát họ nhiều lên không? Quan sát để hiểu nha, chứ không phải quan sát con nhỏ này ngon, ăn thịt được. Đấy, thì cái đó là quan sát với tâm tham. Chúng ta phải là quan sát với tâm tìm hiểu. Vì có hiểu thì mới có thương. Đó. Suy ngẫm là gì? Là mình suy nghĩ là bạn này thuộc mô típ gì, thế mạnh, thế yếu là gì? Nếu mình giúp họ thì mình phải giúp bằng cách gì? Tức là ở đây không phải mình suy ngẫm để mình cơ hội họ, mà mình suy ngẫm để nâng đỡ giúp đỡ họ. Vì bản chất của đội ngũ là phải nâng đỡ nhau. Cạnh khóe nhau là đội ngũ nó ra đám lên, mà nâng đỡ nhau là đội ngũ nó mạnh lên. Tình bạn mà nâng đỡ nhau là tình bạn nó bền vững cả đời. Thì đội ngũ cũng thế, đội ngũ mạnh nó phải nâng đỡ nhau. Nên chỉ có hai chữ này thôi: quan sát và suy ngẫm nhiều lên. Các bạn nào luyện được cái đó là các bạn đi được 70% xây đội ngũ rồi. Vì cái quan sát và suy ngẫm nó làm nền cho hiểu và thương. Các bạn nhớ ngày xưa các bạn quen một cô gái, quen một chàng trai, rồi về sau lấy cô ta làm vợ, lấy anh ta làm chồng. Có phải quan sát và suy ngẫm nhiều không? Quan sát xem cô ta thích cái gì, rủ cô ta đi chơi ở đâu, rồi suy ngẫm xem giải pháp gì để tiếp cận được, giải pháp gì để lấy lòng ngay. Sinh nhật thì phải tặng cái gì cũng phải suy ngẫm mà. Thế là các bạn thu phục được lòng người thôi. Khi các bạn quan sát và suy ngẫm đủ lâu á, thì các bạn biết được là cái mạnh yếu của họ, nỗi đau và sở thích của họ. Sở thích là giai đoạn ban đầu thôi. Về lâu dài các bạn phải biết được nỗi đau và mạnh yếu. Sở thích là cái giai đoạn thu phục lòng người. Còn nỗi đau và mạnh yếu là các bạn giúp họ trưởng thành. Có những người họ không trưởng thành được chỉ vì nỗi đau lớn quá, không trưởng thành được. Bị mắc kẹt. Mắc kẹt đứa trẻ bên trong đó. Các bạn để ý có nhiều bạn rất là mạnh mẽ, nhưng đôi khi các bạn chạm vào một cái điều gì đó là họ sụp đổ. Ngồi khóc rưng rức không làm được việc. Chỉ chạm đúng cái mảng đó thì họ mới không làm được việc nữa. Có những bạn chửi cái gì thì chửi, nhưng mà chửi bố tao là tao không chịu được. Cứ lôi bố nó ra là nó cự. Tức là các bạn á, bạn bị một cái vết thương gì liên quan đến ông bố. Thì những trường hợp đó nó là nỗi đau. Thì nỗi đau thì các bạn phải vá nỗi đau cho họ bằng cách chữa lành đứa trẻ bên trong, không có cách khác. Một trong những cách chữa lành đứa trẻ bên trong đơn giản nhất là đi học thiền, chánh niệm. Học những cái khóa thiền dài ngày, 10 ngày, các bạn học khoảng 3-4 lần thì cái đứa trẻ bên trong tự nhiên nó được vá lại. Cái đứa trẻ bên trong tức là những ký ức cũ mà những nỗi vết thương cũ nó ghim lâu ngày lắm rồi. Cái gì đào bới nó lên được? Một là thôi miên đào bới nó lên. Hai là gì? Thiền đào bới nó lên. Thôi miên thì lệ thuộc vào đối tượng ông thầy, đối tượng bên ngoài. Còn thiền thì lệ thuộc vào chính mình. Vậy phương pháp nào chắc chắn hơn?
chính mình. Lúc nào mà nỗi đau nó trồi lên, mình ngồi xuống mình xử lý nó. 5 phút là mình xử lý xong. Còn không lẽ lúc đó đang cãi nhau với người nào đó, cái nỗi đau nó trồi lên, mình chạy lại chỗ nhà ông thôi miên, bác thôi miên cho tôi cái. Đúng không? Lúc đó bác đang đi vắng, bác đang làm gì là thôi, mình đau khổ luôn mấy ngày. Nên thiền là năng lực tự sửa chữa lành chính mình. Thế là nỗi đau nhé. Có những người thì nỗi đau nó đơn giản hơn. Ví dụ họ có một cái nỗi đau rất đơn giản là họ không kết nối được với con của họ. Rồi con của họ bị hư, bị nghiện. Thì những trường hợp đó các bạn chữa rất dễ. Lừa họ đi đến lớp học dạy con, vào câu lạc bộ dạy con. Học vài khóa học họ biết cách giao tiếp với con. Thế là tự động mẹ con thân trở lại, họ hết bệnh. Các bạn để ý này, trong công việc nó muốn thuận lợi thì buộc đời sống nó phải thuận lợi, công việc mới thuận lợi. Đời sống mà nó lộn xộn là công việc nó lộn xộn. Và ngược lại, công việc lộn xộn thì đời sống cũng lộn xộn. Vì bản chất 24 giờ là nó tách rời hay bản chất nó liên kết với nhau? Liên kết. Các bạn vừa chửi nhau với chồng đêm hôm trước, chửi suốt đêm, sáng hôm sau đi làm không bao giờ làm việc tốt được. Ngược lại, nguyên một ngày làm việc áp lực mệt mỏi, đi về lại bị sếp chửi cho mấy câu, về nhà nấu cơm không bao giờ nấu cơm ngon được. Chồng đụng chuyện là xù lâu nhím lên với chồng liền. Con học lười là chửi mày ngu giống ai trong cái nhà này ngay. Đấy. Vì bản chất là mình bực ông sếp. Nên khi mà chúng ta có cái góc nhìn là đời sống vốn là một tổng hòa, không phải là những phần tử tách biệt, thì chúng ta mới thấy là chữa lành nỗi đau cho một cộng sự của mình, kể cả nỗi đau trong ngoài đời sống, không phải công việc nhé. Nỗi đau của họ ở gia đình, ở mối quan hệ bạn bè hoặc là cha mẹ, các bạn có phải có trách nhiệm chữa lành nỗi đau cho. Các bạn không đủ năng lực chữa lành thì các bạn tìm môi trường nào, lớp học nào, chuyên gia nào chữa lành được cho họ. Họ cảm ơn cả đời đấy các bạn. Đặc thù của những doanh nghiệp lớn, các bạn quan sát là những doanh nghiệp mà nghìn tỷ, là đặc thù của họ gần như họ, một là không dạy được con, hai là con bị nghiện, và ba là bản thân họ cũng bị nghiện. Họ có trong tay rất nhiều tiền nhưng họ nghiện ngập nhiều thứ rất là quái dị. Thì đấy chính là nỗi đau của họ. Các bạn chữa lành cho nỗi đau của họ, họ biết ơn mình cả đời. Thì nãy giờ các bạn ghi đây, các phát hiện ra là nỗi đau của người nào đó, hoặc là nỗi khổ, hoặc là cái sự trăn trở mệt mỏi của họ là gì, các bạn tìm cách gỡ cho họ. Các bạn mà biết nhân tướng thì nhìn nỗi đau nó nhanh hơn. Vì trong đạo Phật thì nó gọi nỗi đau là khổ đế, còn trong nhân tướng nó gọi nỗi đau là nếp nhăn. Cứ nhìn mặt mà nó nhăn nhó nhiều, rồi ánh mắt nó ướt, ánh mắt nó cảm xúc nhiều, lúc thì trợn lên thì dữ, lúc thì lim dim thì nhìn nó cứ buồn buồn đấy. Xong lúc cười lên lại thấy 3-4 nếp nhăn, nó lằng nhằng là thôi xong phim. Mặt đó là mặt khổ đế rồi, rất nhiều khổ đấy. Nhìn cái người gò má cao là người nhiều nỗi khổ, nhiều dính mắc. Tham vọng và dính mắc nó cứ đi liền với nhau. Mà đã là lòng tham nhiều thì tâm sân nó nhiều, nên người gò má cao là dễ bị sân. Gò má này, dễ bị sân. Người gầy gầy xương xương cũng dễ bị sân. Gầy gầy xương xương là dướng. Đó. Người mắt trố, mở ra mắt cứ như hai hòn bi ve là người cảm xúc, dễ vui, dễ giận, dễ tự ái. Vui thì đập bàn hét lớn, giận là ghim gút luôn cả tuần, không thèm nói chuyện. Đấy. Thì mình hiểu mấy cái đó. Thì mình tương tác với họ, thì mình biết được cái nỗi đau của họ, mình mới chữa được. Thường nỗi đau nó từ tính cách mà ra. Cái tính cách của các bạn nó có xu hướng đi về hướng đó, thì nó va đập lâu ngày, nó tích lũy lại thành nỗi đau thôi. Người cảm xúc thì chắc chắn nỗi đau là mối quan hệ. Chắc chắn không thoát được. Rồi, đấy là hiểu về nỗi đau nhé. Có những trường hợp nỗi đau nó chỉ là hết tiền thôi, có không? Thì cho nó mượn tiền thì nó hết đau, quá đơn giản. mình đau nhưng mà mình thu phục được lòng người, các bạn quên nhá. Xây dựng đội ngũ, bước một là thu phục lòng người, và bước hai là phát triển đội ngũ.
Đầu tiên mình phải thu phục chứ, phải viêm màng túi một tí mới thu phục được chứ. Các bạn vào một cái tổ chức mà cái ông sếp á, trưởng phòng quản lý mình mà keo kiệt, các bạn có nể không? Mặc dù ông ta giỏi nhưng mà rất keo kiệt, các bạn đâu có nể đâu. Ngược lại một người chỉ nhìn hơn mình một chút về trình độ thôi, nhưng tâm tính rộng lượng, biết vì anh em, tự nhiên các bạn nể liền, quy phục liền. Nên có rất nhiều trường hợp không cần phải quá giỏi đâu, chỉ cần trung bình khá thôi vẫn thu phục được lòng người. Lưu Bị là một điển hình trình độ trung bình khá nhưng thu phục được toàn hổ tướng và toàn tướng tài thôi. Vì Lưu Bị dùng cái tâm thiện lành để mà thu phục. Còn Tào Tháo là dùng láu cá để thu phục, nên là Tào Tháo thu phục tướng giỏi rất khó. Và tướng của Tào Tháo là nó lật Tào Tháo ngay, Tư Mã Ý Tào Tháo chết là nó lật ngay. Rồi, mình hiểu nỗi đau, sở thích nha. Mạnh yếu thì dễ đúng không? Họ có kinh nghiệm gì? Họ giỏi nhất cái gì? Tuyệt chiêu của họ là gì? Là điểm mạnh. Điểm yếu là cái gì mà họ đang khiếm khuyết thì mình bù vào. Có những người thì rất giỏi ra ngoài giao tiếp nhưng lại rất kém về giấy tờ sổ sách. Họ đi giao tiếp, họ kiếm hợp đồng về thì mình phải lo cái phần hậu cần, giấy tờ sổ sách, hợp đồng gửi đi cho đối tác, theo dõi đối tác. Họ không giỏi cái đó. Nhưng ngược lại đi nói để cho đối tác say yes, họ lại rất giỏi. Như vậy là một cái anh đi nói và một cái anh thích nghe ráp lại với nhau thành một đội. Đi đâu là cứ hai người đi với nhau. Lưu ý hai người cùng phái nhé, khác phái là tình yêu nó khởi sinh đấy.